Con ghẹo là quyết tâm chụp cho được trái bắp. Tỉa con, trời trời. Lầm học bóng. Lầm học bóng á. Nó thích gì á, nhưng mà mua giờ để ăn á. Đó đông vui giờ để dành nhau là tốt đẹp. Vẫn dành chứ bóng. Vẫn dành chứ bóng. Kệ cho nó chơi. Cho cắn miếng cho đút kẹo ăn, đút đút bắt kẹo ăn nhớ, đút à. Đút kẹo ăn nhớ đó. Nghe mày đá luôn. Kể ra nha. Kể á, nhỏ nó thích nó vui. Cho anh đút kẹo ăn ơi, đút kẹo ăn ơi, đút kẹo ăn ơi. Cho anh cha kẹo ăn miếng ơi, cha kẹo. Đưa vô mặt luôn. Cho vô bạo lực chứ hả? Cho nhẹ nhàng cho mình, chứ phụ nữ nó phải nhẹ nhàng. Thế sao bữa nay đi học nó biết dành đồ chơi rồi, cho nên là nó đâu mới cho đâu. Cho lúc trước là lấy của nó là nó thôi, nó không lấy. Rồi thôi. Gẹo. Không mời chị lấy. Gẹo lấy không được là gẹo bằng ngưỡng hoặc nghiêng vậy. Gẹo tấn công như thế quá, cho bỏ chạy. Cho đi rồi. Cho quyết định bẻ về trái bóng của mình bằng cách bỏ đi. Anh chụp ơi.